Hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất, Hoàng Kim Mộng. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Chẩn, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu, Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách, Lưu Hằng Vũ trong vai Trương Sung, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ, Tôn Diệu Thành trong vai Sài Ngọc, Trần Ngạn trong vai Mộ Dung Nguyễn Nhi, Lưu Kim Toàn trong vai Dương Thừa Tướng, Trương Quốc Đình trong vai Sài Dương Gia, Cao Lượng trong vai Nhân Tông, Mao Kiên trong vai Sài Lộc, Dương Thần trong vai Điền Thanh, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triều, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Cúc Ba trong vai Phạm Vĩnh, Lỗ Xâm Bảo trong vai Quách Bắc, Lạc Trình Chí trong vai Lưu Thông và một số diễn viên khác. Nghe Dương Gia nói, tổ tiên của Sài Lộc là thái phó của Tế Tông Hoàng Đế Tiền Triệu. Sau khi Chu Diệt Tông Hưng, tự nguyện vào Dương Phủ đổi thành họ Sài. Cả bốn đời nhà hắn đều là nhậm chức tổng quản ở trong Dương Phủ, cho nên có thể nói là cả dòng họ trung thành. Nên trách là hắn đã nổi lòng tham, bây giờ Sài Dương Gia cũng không giúp được hắn rồi. Quỷ Nhi, cô đừng sao vậy? Không sao. Sau khi cô nương vào dịch quán, không nói câu nào vậy? Tiểu nữ Triển Hồ về, sắp đến giờ rồi, xuất phát đi. Đại nhân, thuộc hạ đột nhập Dương phủ rất khó nắm bắt thời gian, có lẽ khi trở về đã khuya lắm rồi. Việc không quan trọng, bổn phủ sẽ đợi người. Triển hộ vệ phải cẩn thận, nếu kinh động đến vệ sĩ thì phiền phức lắm. Sài Lộc phát hiện có người để mắt đến nhà kho, nhất định đề cao cảnh giác. Công tôn tiên sinh, có khi nào Triển Chiêu để cho tiên sinh phải lo lắng chưa? Đúng, tao lo lắng quá nhiều rồi. Triển hộ vệ, nếu vàng được giấu trong vách ngăn hay là giấu trong mật thất, nhất định là sẽ có cửa ngầm. Chỗ đóng mở thường là ở trên tường hoặc trên cột. Công tôn tiên sinh, tiên sinh đã quên Triển Chiêu xuất thân giang hồ. Triển hộ vệ đừng cười, vì ta quá lo lắng thôi. Công tôn tiên sinh không cần bận tâm cho Triển Chiêu đâu, tiên sinh nên lo lắng cho Quyển Nhi cô nương. Thuộc hạ cảm thấy trong lòng cô ấy có chuyện không muốn nói ra. Điều này tiên sinh biết rồi sao? Triển hộ vệ, hay là trở về mới nói đi. Về rồi nói. Đây là chuyện riêng của Quyên Nhi, không nên nói ra. Nhưng Triển hộ vệ không phải là người ngoài, tiên sinh hãy cho hắn biết. Dạ.
Sau khi hắn về, học trò sẽ tìm cơ hội nói cho hắn biết. Nhưng mà đừng để Uyển Nhi quá ngại ngùng. Dù sao cô ấy cũng là một cô gái trẻ, chuyện như vậy không tiện để mọi người biết. Học trò hiểu rồi. Chỉ là nó tuổi còn trẻ nhưng lại phải gánh nhiều gánh nặng về mặt tình cảm như vậy, thật khổ cho nó. Uyển Nhi qua cố chấp về lời thề với cha của cô ấy, làm sao mà biết được đâu là điểm khổ nhất của cô ấy. Tại sao cô lại đến đây vào lúc này? Đã xảy ra chuyện gì? Đừng nóng ruột, ta tìm huynh để thương lượng chuyện quan trọng. Không thể đợi tới ngày mai sao? Không được. Được, huynh nói đi. Sau khi huynh rời khỏi Dương phủ, ta càng nghĩ càng thấy không ổn. Triển Chiêu đã phát hiện điều gì khiến hắn để mắt đến Dương phủ của chúng ta? Huynh nói câu này là có ý gì? Người trong doanh trại của Phạm Vĩnh thật ra chỉ biết khai thác cho huynh. Sự tham gia của ta thật ra họ không biết gì cả. Không sai, họ thật sự không biết. Chỉ có Quách Bắc với mấy tâm phúc chịu trách nhiệm chuyển dạng đến Dương phủ thôi. Theo cách nói của huynh, bọn người Quách Bắc không để ai sống sót rồi phải không? Đúng là không ai sống sót, ta có thể khẳng định như vậy. Vậy Bao đại nhân có lý do gì để nghi ngờ Dương phủ, thậm chí còn phải Triển Chiêu đến dò la? Nguyên nhân rất đơn giản, huynh đã bị người ta chú ý rồi. Sau khi khu mỏ xảy ra chuyện, số lần huynh đến Dương phủ càng lúc càng nhiều. Có lẽ họ đã cho người theo dõi huynh, cho nên Dương phủ đã bị liệt vào mục tiêu để điều tra rồi. Họ muốn thông qua ta để lần ra số vàng đã cất giấu ở đâu sao? Không sai, đây chính là mục đích của họ. Thảo nào Bao đại nhân để ta tạm thời lương nhiệm, thảo nào ông ấy đã nghi ngờ ta mà lại không có hành động gì. Thì ra mọi chuyện chỉ là muốn ta dẫn họ tìm ra số vàng đó. Bây giờ muốn tẩy xóa quan hệ giữa hai chúng ta chỉ có một cách mà thôi. Huynh phải lập tức rời khỏi Thanh Châu, cắt đứt mục tiêu điều tra của họ. Không được. Rời khỏi đây trong lúc này thì quá muộn rồi. Không thể loại trừ nghi ngờ đối với Dương phủ của họ nữa. Một khi thời cơ chín mùi, họ sẽ ra tay với huynh. Huynh chính là nhân chứng bất lợi nhất của ta. Không, ta không để ông ấy có cơ hội này đâu. Trường Xuân, tin ta đi. Chỉ cần quân trong chuyện số vàng cẩn thận, không để lộ phong thanh gì, Bao đại nhân sẽ không có cơ hội điều tra đến Dương phủ. Thank you.
Đại nhân, trên đời này có lẽ rất ít người được nhìn thấy nhiều vàng ở cùng một nơi như vậy. Khó trách có người gì đó không màng tất cả, làm chuyện khiến người đời chê trách. Nhưng họ cũng phải trả giá cho điều này. Bây giờ đã biết số vàng đó được cất giấu ở trong Dương phủ, phải chứng thực số vàng đó đã được khai thác trộm như thế nào đây. Mỗi một đỉnh vàng sau khi được đúc ra nhất định sẽ đóng dấu trên đó để chứng minh xuất xứ của vàng. Còn thỏi vàng này lại bằng phẳng bóng loáng, đây là minh chứng tốt nhất. Chứng cứ như vậy đúng là không còn nghi ngờ gì nữa. Đại nhân, có phải có thể triển khai hành động ngay không? Dĩ nhiên là được, nhưng mà trước tiên phải hoạch định sách lược. Chúng ta phải bắt Trương Sung trước hay là tới Dương phủ trước? Đây quả là vấn đề nan giải. Bất kể đến phía nào trước, phía còn lại nhất định sẽ cảnh giác ngay. Không sai, Trương Sung sẽ bỏ trốn, Sai Lộc cũng sẽ xử lý số vàng đó ngay. Tới lúc đó chúng ta sẽ được bên này mất bên kia. Di chuyển vàng cần phải có người và thời gian, cần phải tìm nơi cất giấu. Con người lúc nào cũng có thể bỏ trốn, vẫn phải bắt đầu từ Trương Sung. Nếu bắt Trương Sung trước, bên phía Sài Lộc sẽ nhận được tin tức ngay. Nếu như bắt Trương Sung mà không đến châu nha thì sao? Đại nhân muốn Trương Sung đến dịch quán sao? Không sai. Sau khi bắt giữ Trương Sung thì dùng cách này mau chóng bịt mắt mọi người, tiến thẳng Dương phủ để Sài Lộc không kịp trở tay. Nhưng Trương Sung đã biết đại nhân nghi ngờ hắn rồi, hắn có tới dịch quán một mình hay không? Vậy thì phải tìm một lý do khiến cho hắn mất cảnh giác. Hơn nữa không thể không đến đây. Đại nhân, nếu như triều đình xử trí Trương Sung, phá do đệ phố gửi đến, nếu dùng điều này làm lý do kêu hắn đến dịch quán gặp mặt có được không? Suy đoán theo lịch trình, quyết định của triều đình cũng sắp đến đây rồi, cách này làm được. Nhưng để đề phòng bất trắc, vốn phải chú ý hắn có ý đồ bỏ trốn hay không. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ âm thầm giám sát hắn cho tới khi hắn tới dịch quán. Hắn không thoát được đâu. Được, ngày mai sẽ tiến hành theo kế hoạch. Ghé vô. Cải xanh đây, mời cải thọng ghé vô. Cải xanh tươi. Bánh bao đi tiểu thư. Trương đại nhân, vừa rồi nha dịch đến báo hai vị muốn gặp bổn tọa. Đúng, chúng tôi phụng định của bao đại nhân mời Trương đại nhân đến dịch quán một chuyến. Mới sáng sớm bao đại nhân kêu bổn tọa đi là vì chuyện gì? Hôm qua đệ phố đã đưa công văn khẩn cấp của triều đình đến đây. Đại nhân nói là văn thư triều đình định đoạt đại nhân, mời đại nhân đến đó nghe nhận. Nếu như là vì chuyện công, tại sao bao đại nhân không đến châu nha? Trương đại nhân muốn đại nhân đích thân đến đây hay sao? Không, bổn tọa chỉ là hiếu kỳ, sao dám phiền bao đại nhân. Nếu đã như vậy, vậy mời Trương đại nhân đi theo chúng tôi. Được, bổn tọa sẽ đi theo hai vị. Trương đại nhân, mời.
Các ngươi làm vậy lấy gì? Đây gọi là sự xa lưới. Trương Sùng, còn không đưa tay chịu trói. Bao đại nhân, hạ quan không biết bao đại nhân như vậy là ý gì. Khai thác vàng trộm, giết người diệt khẩu, bổn phủ chiêu theo quốc pháp bắt người về quy án. Không có bằng chứng, dựa vào đâu bao đại nhân nhận thấy hạ quan có liên quan đến vụ án này? Dựa vào đâu bắt giữ hạ quan? 3 năm trước, tham mỏ sư Thanh Châu Điền Giả phụng lệnh ngươi đi thăm dò khoáng mạch. Sau khi xác định đó là mỏ vàng, ngươi lại cất giấu kết quả thăm dò đó, không những không trình lên triều đình, còn lợi dụng Phạm Vĩnh Quách bắt khai thác trộm, sau đó giết hại Điền Giả diệt khẩu, còn nói là lỡ chân rơi xuống núi. Bây giờ có công văn năm xưa chính tay ngươi phê duyệt làm chứng, ngươi còn gì để nói không? Trương Sùng, bổn phủ khuyên ngươi đừng chống trả như thú bị giam cầm. Tội lỗi của ngươi đã bị vạch trần, ngươi nên thản nhiên chấp nhận chế tài của quốc pháp. Không ngờ công văn phê duyệt trước đây không cách nào tìm thấy, hôm nay lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà nếu như bao đại nhân muốn trừng trị hạ quan theo quốc pháp thì e rằng không làm được đâu. Ta rất muốn biết ai có thể chịu được mũi thương của ta. Vậy thì hãy để ta so tài với võ bản nhãn như ngươi. Được, ta cũng rất muốn biết Nam Hiệp Điển Chiêu có phải là hư danh hay không. Lùi hết cho ta. Dạ. Dạ. Kiếm pháp của ngươi lợi hại như vậy, ngươi nên ngoan ngoãn bỏ thương chịu trói đi. Không, cho dù phải chết ta cũng phải kiếm người chết chung. Đại nhân cẩn thận, bảo vệ đại nhân. Tướng quân khó tranh chết trận tiền, ta chết rất xứng đáng. Đại nhân, hắn có ý muốn chết rồi, cứ tưởng như vậy sẽ bảo vệ được Sài Lâu.
tại sao hắn phải liều chết để bảo vệ cho Sài Lộc chứ? Đại nhân, Trương Xuân phục pháp rồi. Dương Triều Ma Hán. Dạ. Cho người dọn dẹp hiện trường. Dạ. Công tôn tiên sinh hãy mang đủ vật chứ. Chúng ta tới Dương phủ ngay. Dương gia. Bao đại nhân, đại nhân mặc quan phục dẫn theo binh mã đến Dương phủ, chẳng hay có chuyện gì? Dương gia, bao chứng hôm nay đến đây là vì công vụ. Ồ, trong Dương phủ của bổn vương có công vụ gì để nói nào? Bao chứng có chứng cứ đang tin cậy chứng minh trong Dương phủ có người cấu kết Trương Xung phạm tội khai thác vàng trộm. Có chuyện này sao? Người đó là ai mà dám to gan như vậy? Sai lầm. Bao đại nhân, đại nhân có chứng cứ đáng tin cậy không? 3 năm khai thác trộm, số vàng phi pháp có được hiện đang cất giấu trong Dương phủ. Cẩn thận nha. Sài Lộc, người to gan lắm. Dương gia, những thỏi vàng này đều không có đóng dấu xuất xưởng, chứng tỏ đây là vàng khai thác trộm. Bao chứng phải theo quốc pháp hành sự. Sự thật như vậy rồi, bổn vương không còn gì để nói. Mời bao đại nhân cứ việc thẳng tài xét xử. Đa tạ Dương gia. Dương Triều Ma Hán. Dạ. Kiểm lại tang vật, ghi lại niêm phong, mang về dịch quán tạm thời bảo quản, đến khi triều đình cho người đến đây tiếp nhận, giao nộp theo quốc pháp. Dạ. Trương Long Triệu Hộ. Có thưa hạ. Sai Lộc đã nhận tội, giải hắn vào đại lao canh giữ cẩn thận, chờ lệnh xét xử. Dạ. Đa tạ Dương gia phối hợp. Ngày thường bổn vương không hỏi han đến chuyện ở trong phủ, nên Sài Lộc mới dối trên gạt dưới, phạm pháp lộng hành. Mong là bao đại nhân hiểu cho. Sài Lộc vi phạm quốc pháp là hành vi cá nhân, không phải quan viên triều đình, nên không cần chịu trách nhiệm với ai. Dĩ nhiên không liên quan gì tới Dương gia. Thường có câu biển người muôn màu muôn vẻ, làm sao Dương gia có thể hiểu hết được? Bổn vương không biết cách dạy bảo, không thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng mà Sài Lộc cấu kết hợp mưu với Trương Xung, làm sao bao đại nhân điều tra được vậy? Chẳng lẽ là Trương Xung bị bắt cung khai ra sao? Hồi bẩm Dương gia, Trương Xung cầm vũ khí chống trả, còn muốn hành thích đại nhân, đã bị giết ngay tại chỗ.
Sao hắn lại hồ đồ như vậy? Bao chứng đã căn cứ vào một vật chứng để khẳng định. Sau đó lần theo manh mối mới điều tra ra sai lầm. Vật chứng gì vậy? Vật này xuất phát từ Dương phủ. Ờ. Con dấu trên bản đồ có phải thuộc sở hữu gia tộc Dương gia hay không? Bản đồ kho báu này đã ở Sài Gia hàng trăm năm rồi. Sai Lộc thân là tổng quản Dương phủ, dám lấy cấp giao bản đồ này cho Trương Xung cùng hợp mưu khai thác trộm số vàng trong mỏ đó, đúng là lòng người khó đoán. Dương gia không cần đau lòng cho hắn, đây là hắn tự chuốc lấy mà thôi. Dương gia, bây giờ bản đồ này là vật chứng trong vụ án, xin Dương gia ban trả. À, điều đó tất nhiên rồi. Dương gia, bây giờ vụ án này có đủ nhân chứng vật chứng, hôm nay sẽ chỉnh lý lại, ngày mai bao chứng sẽ cho thăng đường xét xử. Tội nhân bái kiến bao đại nhân. Sai Lộc, trước khi bổn phủ thăng đường cần phải xét hỏi người trước. Bây giờ có đủ nhân chứng vật chứng, ngươi còn muốn nói gì không? Tội nhân cứ tưởng chuyện này không có sơ hở, không có ai phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được bao đại nhân. Tội nhân chỉ biết nói trời không cho người toại nguyện, ngoài ra tội nhân không biết nói gì. Nhưng bổn phủ muốn hỏi người, bản đồ khu mỏ trên gia cừu đó có phải ngươi giao cho Trương Xung để hắn phụ trách khai thác hay không? Chuyện đến nước này rồi, tội nhân không có gì để giấu nữa. Không sai, tội nhân là tổng quản của Dương phủ, đồ cổ trong Dương phủ đều do tội nhân quản lý. 3 năm trước, trong lúc vô ý, tội nhân đã phát hiện ra bản đồ gia cừu. Tội nhân đã kêu Trương Xung tìm khu mỏ, không ngờ đúng là đã tìm được mỏ vàng. Trương Xung và ngươi có quan hệ gì? Sao ngươi lại tin tưởng hắn? Tội nhân và Trương Xung là thế giao, tổ tiên là quan cùng triều, hai người chúng tôi từ nhỏ chơi đến lớn, tội nhân tin tưởng hắn. Trương Xung văn võ song toàn, lại được triều đình xem trọng, chỉ cần làm tròn trách nhiệm sau này nhất định sẽ thành đạt. Tại sao bỏ mặc điều đó để mà hợp mưu với người phạm phải tội tày trời như vậy? Bao đại nhân, đại nhân quả là thanh liêm hiếm có đó. Điều này có liên quan gì đến sự thanh liêm của bổn phủ chứ? Vì bao đại nhân không biết tình hình của các quan viên khác, người làm quan trên đời này có mấy ai mà không vì công danh lợi lộc. Tiền tài khu mỏ này mang đến cho đại nhân và Trương Xung đủ để tiêu xài mấy đời, không lý nào Trương Xung không động lòng. Chính vì ham mê số tiền tài đó cho nên hắn đã phải mất mạng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nên trách hắn không có cái phước đó. Nhưng mà hành vi của các người không những làm cho vô số thợ mỏ phải đau khổ, còn làm cho Sài Dương gia phải xấu hổ. Điểm này ngươi có từng nghĩ đến không? Tội nhân ham mê tiền tài, bao đại nhân xử tử theo quốc pháp, tội nhân đáng tội lắm. Còn đối với Dương gia,
tội nhân chỉ còn cách kiếp sau tạ tội. Đại nhân, lời nói của Sài Lộc không phải sự thật đâu. Dựa vào đâu mà Triển Hộ Vệ nói như vậy? Trương Sung khai thác mỏ vàng sau khi bị đại nhân phát hiện. Tiếp theo đó, chắc là hắn đã biết đại nhân sẽ điều tra chủ mưu là ai. Nhưng hắn vẫn ở lại Thanh Châu. Rõ ràng là hắn không hề tin tưởng Sài Lộc, sợ Sài Lộc chiếm đoạt số vàng đó. Nhưng Sài Lộc lại nói họ rất tin tưởng nhau. Điều này rõ ràng là giả. Triển Hộ Vệ nói rất có lý. Sai lòng, ngươi có gì để nói hay không? Triển Hộ Vệ suy nghĩ quá nhiều rồi. Xưa nay Trương Sung làm việc rất thận trọng, hắn có thể khiến bao đại nhân không tìm được chứng cớ của hắn, cho nên hắn mới ở lại. Nhưng hôm nay hắn đã biết bao đại nhân nắm được công văn phê duyệt của hắn 3 năm trước, đủ để chứng minh hắn có tội rồi. Tuy võ công của hắn không bằng ta, nếu hắn có lòng bỏ trốn, không phải không có khả năng. Nhưng hắn lại chọn cách hành thích bao đại nhân rồi chết vì lưỡi kiếm của ta. Tại sao lại như vậy? Hắn vì muốn bảo vệ tội nhân. Hoàn toàn nói nhảm. Có lý nào hắn lại vì ngươi mà hy sinh tính mạng? Tội nhân và Trương Sung là sinh tử chi giao. Điều này chắc là Triển đại nhân không nghĩ đến, có phải hay không? Sai lầm. Bất kể là lời nói của ngươi thật hay giả, bây giờ Trương Sung đã chết, số vàng đó lại được tìm từ nhà kho của ngươi, tội chưng rành rành, không thể chối cãi. Ngày mai sau khi bổn phủ thăng được, sẽ xét hỏi tường tận. Sai Lộc không còn gì để nói, tùy bao đại nhân xử trí thôi. Trương Long Triệu Hậu. Có thật ạ. Giải Sài Lộc về Đại Lao. Đích thân hai người thống lĩnh quan binh trong phủ, trông chừng cẩn thận, không được sai sót. Dạ. Dạ. Phụ dương đến đây vào lúc nào? Ta đến được một lát rồi. Sao phụ dương không gọi con? Ta không muốn làm cho con gián đoạn. Hình như con đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng sáo của mình rồi.
Không sai. Có khá nhiều lời không thể tâm sự với ai. Có khá nhiều chuyện không tiện nói với ai. Cho nên chỉ còn cách chìm đắm trong tiếng sáo thôi. Đúng vậy. Còn có khá nhiều chuyện không nói cho phụ dương biết. Phụ dương còn có ý khác à? Đúng là phụ dương còn có ý khác. Trong chuyện của Trương Sung và Sài Lộc, con nghe nói rồi chứ? Nghe nói rồi. Phụ dương muốn biết con có nhận xét gì về chuyện này. Con ngồi đi. Bọn họ vi phạm quốc pháp, bao đại nhân trị tội họ theo quốc pháp. Con còn có thể nói gì? Ừ, vậy sao? Họ khai thác vàng trộm, con không có gì nói sao? Hài nhi không hiểu ý của phụ vương. Bao đại nhân điều tra ra họ phạm tội chỉ dựa vào bán đồ kho báu. Bản đồ kho báu đó là vật của Sài gia chúng ta. Chẳng lẽ con không còn gì để nói sao? Đó là lúc con 14 tuổi, con bị gãy chân. Tổ phụ của con vì muốn con vui vẻ đã tặng cho con. Chẳng lẽ chuyện này con quên rồi à? Phụ vương, chuyện này người khác có thể không biết, nhưng người ta bán đồ là phụ dương của ta, còn người nhận nó là con ruột của ta. Sao ta lại không biết? Sài Lộc là tổng quản của Dương phủ. Nếu bản đồ không ở trong tay của hắn, làm sao hắn có thể mang đi cấu kết cùng Trương Sùng khai thác vàng trộm? Khi bao đại nhân đưa ra bản đồ này, cha nhìn thấy con dấu trên đó, đã biết vụ này liên quan tới con. Tại sao? Thật ra là tại sao? Phụ vương à, bản đồ kho báu là vật của Sài gia, sở hữu của Sài gia. Mỗi vàng trong bản đồ là sở hữu của Sài gia. Thậm chí thiên hạ Triều Tống bây giờ cũng thuộc sở hữu của Sài gia. Sài gia lấy lại đồ thuộc sở hữu của mình, thực ra đây là hợp tình hợp lý, là lẽ đương nhiên. Câm miệng! Thiên hạ bây giờ không phải là thiên hạ của Sài gia nữa. Bỏ vàng trên núi của thuộc triều đình sở hữu, tại sao con khai thác? Tại sao con xem như của mình? Sao con hy sinh nhiều tính mạng như vậy chứ? Phụ vương, thực ra phụ vương không hiểu. Đúng là ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu đâu. Bây giờ điều ta lo lắng nhất là không biết bao đại nhân có điều tra đến con hay không. Nếu là như vậy, ngay cả dương gia như ta cũng không bảo vệ được con đâu. Phụ vương yên tâm đi, sở dĩ Trương Sung bị họ giết hại cũng là vì hắn không muốn khai con ra. Nếu không, với võ công của hắn, hắn có thể bỏ trốn mà. Cho nên bao đại nhân chắc là không biết chuyện này có liên quan tới con. Con đừng quên, con có Sài Lộc. Sài Lộc không nói đâu. Sao con có thể khẳng định? Phụ vương, ngày thường phụ vương hiếm khi lo chuyện ở trong phủ, còn Hài Nhi thì thường tiếp xúc với hắn. Hắn không phản bội Hài Nhi đâu. Trừ phi phụ vương muốn đại nghĩa diệt thân, khai con ra giao cho bao đại nhân. Phụ vương chưa nhẫn tâm đến mức độ đó. Bố phụ vương giao con của mình ra chịu chết, phụ vương không làm được. Nếu là như vậy, bao đại nhân không bao giờ điều tra tới con đâu. Nhưng ông ấy chỉ dựa vào con dấu của Sài gia đã điều tra được Sài Lộc, chắc là sẽ điều tra đến con được thôi. Con dấu của Sài gia nhiều năm không sử dụng rồi, trừ phi là đồ vật trong cung. Nếu không thì người ngoài làm sao mà biết được.
Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi đã nhìn thấy con dấu của Sài Gia. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi, cẩn thận nha. Nè, cẩn thận đó, coi chừng ngã đó. Bên đây nữa. Hả? Mộ Dung cô nương. Đây có phải là vàng tìm ở Dương phủ không? Đúng vậy, ba đại nhân nói chúng tôi chuyển về dịch quán bảo quản. Có phải đại nhân đã đưa Sài Lộc đi không? Đúng vậy, bây giờ đang bị giam trong đại lao của Châu Nha. Nói như vậy, trên chiếc hộp kim con tặng cho cô ấy có con dấu của Sài Gia chúng ta rồi. Thì ra bao đại nhân căn cứ theo điểm này mới tìm đến Dương phủ chúng ta. Điểm này cũng là con chưa từng nghĩ đến. Nhưng điều này không thể chứng minh còn có liên quan. Không ai biết bản đồ kho báu là con giao cho Sài Lộc. Con đừng lo lắng. Phu Dương à, con không phải lo lắng bao đại nhân có bắt con hay không, mà là con về chuyện Nguyễn Nhi cảm thấy đáng tiếc. Ngọc Nhi, chiếc hộp ngọc đó không thể để con tóm được con tim của Nguyễn Nhi, nhưng là để bao đại nhân bắt được Sai Lòng. Hãy subscribe.
什么才不算少？自己快乐满意就好。